Xin chào mọi người nhá. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn dòng ghế bà này, ghế trang điểm này, ghế livestream này, ghế chụp hình này, ghế make up này, ghế quầy lễ tân này, mẫu tròn trơn chân vàng nhạt bên mình cho các bạn xem nhá. Đây là một dòng ghế cao cấp bên mình các bạn ạ. Nó có thể xoay được 360 độ và nâng lên hạ xuống từ 61 đến 82 cm. Mẫu mình đang ngồi là thấp nhất 61, cao nhất là 82 nhá mọi người nhá. Ghế thì ngồi rất chi là chắc chắn nhé, có thể chịu được sức nặng lên đến 200 cân mọi người ạ. Bây giờ đến gần đây mình sẽ quay chi tiết từng màu cho các bạn xem nhé. Màu sắc bên mình rất chi là đa dạng này. Ở đây thì mình quay tặng cho các bạn 4 màu cho các bạn tham khảo, nhưng mình đăng màu nào thì đều sẵn màu đấy đấy. Mặt ghế bên mình thì là chất liệu bọc da nhé, dễ dàng lau chùi khi bận này. Kiểu dáng thì mang một phong cách hiện đại nhé, dày dặn nhé. Độ dày của nó tầm 7 cm này, đường kính của nó là 33 cm này. Chân của nó này là kim loại sơn tĩnh điện màu vàng nhạt, hàng nhập khẩu rất chi là bóng và đẹp nhá. Thôi mình chỉ muốn giới thiệu qua sản phẩm của bạn vậy thôi nhá. Mình cảm ơn các bạn nhá. Mình chào các bạn.